Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Khiến các fan Canon đứng ngồi không yên suốt thời gian vừa qua, không thể không nhắc đến chiếc Canon EOS R5 Mark II vừa ra mắt. Phải nói rằng rất khó để chúng ta có thể trải nghiệm chiếc máy này, bởi vì thời điểm hiện tại thậm chí nó còn chưa được bán ra thị trường. Và mình cảm thấy vô cùng may mắn khi đã có cơ hội trên tay em nó rất nhanh vào buổi trải nghiệm tại Tokyo Camera đầu tháng 8 vừa qua. Và chúng ta hãy cùng xem nhanh Canon R5 Mark II có gì mới và như thế nào nhé. Canon R5 Mark II có thiết kế không có nhiều khác biệt, cũng trang bị dàn nút như các phiên bản Canon gần đây mình trải nghiệm. Body cầm cực thích, cả pin cả thẻ chỉ hơn 700g. Canon R5 Mark II được trang bị cảm biến CMOS BSI Full Frame 45MP cùng bộ xử lý DigixX và Digix Accelerator. Sự kết hợp này sẽ giúp chúng ta xử lý data nhanh hơn, đem đến cái tốc độ này, độ chính xác và chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Và cũng nhờ sự kết hợp của hai bộ xử lý trên thì hệ thống lấy nét tự động cũng được hỗ trợ nhờ AI Dual Pixel Intelligence AF. Và cụ thể thì AF ngon như thế nào, mình nghĩ rằng mình cần được trải nghiệm nhiều hơn, lâu hơn và đa dạng hơn. Có một điểm nữa cũng được cải tiến rất tốt trên R5 Mark II là tính năng Eye Control AF. Máy sẽ cho chúng ta nhận diện mắt của mình và nhận diện hướng nhìn chính xác hơn. Tuy nhiên thì với người mắt cận như mình, tính năng này sẽ tạo cảm giác hơi chóng mặt khi cố nhìn đúng cái điểm để di chuyển con trỏ bắt nét. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất nhanh và rất tiện. Và ngắm qua ống kính OLED mới to hơn với 5,76 triệu điểm màu thì cũng thích lắm đó nha. Ngoài ra thì R5 Mark II còn có chống rung 50 lên tới 8,5 stop. Chụp tốc thấp này hay là handheld nó cũng không phải là vấn đề nữa. Là một chiếc hybrid camera thì không chỉ chụp ảnh tốt mà R5 Mark II còn có khả năng quay video 8K RAW tới 60p, có hỗ trợ C-Log 2 và C-Log 3. Mình nghĩ rằng đây là thông số mà người làm quay phim sẽ rất thích, đặc biệt là C-Log 2. Đây là cái lựa chọn giúp chúng ta giữ lại được nhiều chi tiết nhất phục vụ cho cái mục đích hậu kỳ chuyên sâu. Để tương xứng với cái khả năng quay chụp khủng thì R5 Mark II cũng được trang bị thêm một viên pin lớn hơn là LPE6P. Đủ khỏe để quay được 8K và dĩ nhiên là nó cũng không thể thiếu được hai khe thẻ nhớ CF và SD để phục vụ cho lưu trữ nữa. Bên cạnh đó, một chiếc máy đời mới và có mức giá dành cho dân chuyên, tính năng có trên R5 Mark II rất nhiều, phải kể đến như là khả năng kết nối Wi-Fi 6E, Pre-Continuous Shooting, Noise Reduction, In-Camera Upscaling, Action Priority Mode, vân vân. Nhưng chắc phải đến khi nào mình được cầm trên tay lâu thì mình mới có thể trải nghiệm hết. Với mức giá hơn 100 triệu đồng thì mình nghĩ rằng đây không phải là chiếc máy dành cho tất cả mọi người. Mình cũng rất thích nó nhưng mà đây cũng không phải là chiếc máy phù hợp với mình. Còn bạn đánh giá sao về chiếc Canon R5 Mark II này? Hãy để lại comment ở bên dưới và bình luận nhé.